Hello Thái, xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày cuối tuần cục pin luôn xanh lè xanh lét và tràn đầy năng lượng nha mọi người. Hôm nay là Thái mới nhận được cuộc gọi của đứa em có channel là Phước Phù Hồ Vlog. Thì đứa em này là người chỉ cho Thái vô cái chỗ này để thuê cái trang trại này nè anh em, để Thái bắt đầu Thái nuôi con này con kia đó. Thì hôm nay là đứa em nó nói là nó qua nó chơi, nó có một số cá beta cũng khá là ok. Rồi nó vô tới nơi luôn rồi. Đây nè mọi người. Trời ơi sao không đem xe vô luôn. Wow, trời ơi anh em đã chưa. Cái gì đây? Cá beta. Cá beta, sao nói mình mới giới thiệu với mọi người cá beta mà cầm đá với cầm đồ qua vậy? Còn một bọc cá nè. Còn cá, mở cửa ra đẩy xe. Trời chết màu dướng cái bình. Xem vô được hay vậy. Đây nè anh em, vừa mới giới thiệu ra mà thấy sách bánh sừng ít. Rồi nước đá. Trời ơi trời. Ô là trời, tưởng đâu còn ngoài kia ai nghe vô luôn rồi. Trời ơi. Để thay dằn cục đá vô cái cửa anh em. Rồi. Ok. Chạy xe luôn, lên xe chạy ra luôn. Trời ơi anh em nè. Ai. Rất là lần đầu tiên là tới chơi nhà luôn nha anh em. Tại vì cái khu mà tiệc tình cốc của Thái á, là trước giờ là Thái làm á, Thái không cho ai vô hết mọi người. Đó, nói chung là anh em thân thiết thì ok. Đứa em mình thì nó vô là nói chung là anh em nay là cho Phước tham quan. Tại vì Phước coi Thái đã chuẩn bị gì và đã nuôi gì rồi anh em. Chạy qua cầu được không? Chạy qua cầu luôn chứ, cho nó mát chứ. Còn không mà để xích vô cái gốc đa nè. Chứ đây chút hồi nó nắng xe. Đấy, ok. Rồi để thay sách cái này vô anh em. ơi đá này, xì nách này, cái bịch đen đen kia mới là hấp dẫn kìa anh em. Đó, đi vô luôn Phước ơi, đi vô trong này, đi qua cái cầu Babylon của anh. Cầu Babylon nha mọi người. Đấy, cá mú thì thấy nuôi trước nè. Thấy đang che chắn. Rồi để thấy để cái đồ chơi này ở đây trước anh em. Đây để coi Phước đem cá gì nha. Đó, hồi ơi có lá chuối nữa trời. Cá lá chuối. Cá lá chuối hả? Wow, sao nhiều vậy? Ôi ơi. Cái này là Yellow với lại Galaxy à. Trời sao đẹp vậy? Cái này cá lên á hả? Cá con á hả? Cá xịn hả? Trời ơi, này là làm sao? Này là qua tặng anh á hả? Làm kỷ niệm hả? Dạ đúng rồi anh. Trời ơi, quý quá quá. Cái này màu nó đậm lắm á mà nó đi nó hơi xuống nhạt tí xíu nha anh. Dạ dạ dạ. Ok ok. Một bịch đầu tiên để lên lá chuối nha anh em. Bịch thứ hai. Wow, đây là gì đây? Này fancy à? Dưới coi à? Coi đỏ với coi vàng anh. Coi đỏ, coi vàng này là cũng cá xịn luôn hả? Dạ, nói chung là cũng được chứ không phải là xịn lắm. Được chứ không xịn lắm hả? Dạ. Trời ơi hai bịch. Trời ơi bịch thứ ba nhiều dữ vậy. Đây là cái gì đây? Cá lìa thìa. Ờ có con yellow nè, black yellow nè, phải không? Dạ con này heo bôi nè anh. Con đỏ nào? Con đỏ này heo bôi nè. Có yellow. Cái con này có Nemo nữa nhiều quá nha. Dạ. Ok cá đẹp không nha anh em ơi. Trời ơi vậy mà kêu qua tặng anh thấy cá thủy sinh, ai về cá đẹp không? Trời ơi, Nemo yellow luôn, Cooper yellow luôn. Rồi có Red Fancy nữa anh em, nhưng mà cái đuôi này hơi kỳ chút xíu. Ok. Ok, hết chưa? Hết rồi anh. Trời ơi. Ok cho anh em, rất là vui luôn, rất là thú vị luôn. Bây giờ là cá này thì nói chung là đẹp quá, đâu có thả chung mấy con cá thủy sinh của anh được. Thôi anh cứ thả chung anh. Khả chung rồi mai mốt rồi mình lựa ra hả? Dạ. Hay sao? Nói chung là bây giờ khả chung với cá bảy màu được không? Không nên thả chung cá beta đi anh. Để thả chung cá beta. Vậy giờ Phước giúp anh thả mấy cái bịch cá vô hồ được không? Dạ được. Ok ok, mình đem 4 bịch cá lại rồi bắt đầu cái mình thả vô hồ nha. Dạ. Nè anh em, xách lên về lên cho mọi người xem Phước. Nè ok cho anh em. Nè. Anh em thấy chưa? Rất là ok nha. Đó. Đó, ok chưa? Rồi bây giờ là đem tới cái hồ cá thủy sinh beta của Thái để Thái thả vô nha. Nó hơi chật chội chút xíu tại vì Thái che lại nè. Đó. Rồi Phước cầm giúp anh đi để anh dọn dọn cái chuồng bồ câu này, nó xích qua cái chút xíu chứ mình mới vô được.
Rồi đó, giờ là phải vô đây Phước. Chưa được, chưa đủ độ rộng. Ok rồi, ok, thả ở đây Phước ơi. Đó, giờ thả vô đi. Trong đây là thấy cũng khá là nhiều cá thủy sinh nha, có cá bém hào luôn, mới ghê chứ. Giờ ngâm trước hả? Dạ, cho ngâm cho nó tí xíu đi anh Thái. Ok. Để cho nó quen đứng đây cả. Đó, mọi người thấy đã chưa? Toàn cá dữ không? Đó. Bịch nào là ngon nhất Phước? Dạ, bịch nào cũng ngon hết hả? Bịch nào cũng ngon hết hả? Trời ơi. Anh em thấy chưa? Đã chưa? Rồi, bây giờ là Phước chút xíu mình thả cá. Bây giờ là Phước có đi tham quan không? Tham quan con bé Duyên của anh không? Đi ra, đi qua tham quan con bé Duyên trước nè anh em. Cho Phước đi tham quan bé Duyên. Bé Duyên của Thái là ban đầu là Thái tính đặt là con bé nhỏ nha anh em. Nhưng mà thôi, Thái có duyên với nó, với lại nó cũng không được nhỏ cho lắm, nên Thái mới đặt lên là con bé Duyên. Ok, và bây giờ là lần đầu tiên thì Phước sẽ đi tham quan con bé Duyên. Con Duyên thì sáng nay anh thả cho nó đi vòng vòng, nó ăn cỏ rồi, với lại buồn chuối. Wow. Đó, Duyên ơi Duyên. Duyên. Coi dần Phước bị ủi nè anh em. Phước không quen là nó bị ủi nè. Đó. Gì? Sao ủi, sợ vậy? Ủi thiệt, nó ủi thiệt. Đâu đâu thì vô đi, để nó không sợ đó. Đừng sợ nó. Rồi gãi nó. Gãi đầu nó. Ok, gãi đầu nó chút xíu. Để cho em quen. Chết Phước. Nó không quen mùi á. Nó không quen mùi á. Nó ủi thiệt. Trời ơi, nó ủi Phước kìa anh em. Duyên. Duyên lại đây con. À, người quen. Duyên. Đây là Duyên nha. Nó biết người quen người lạ mà. Duyên ơi. Duyên. Đây nè, ba xé cái lá chuối. Em xé cái lá chuối cho nó ăn là nó quen em. Khúc có một lá thôi. Ôi, một lá nhỏ thôi. Rồi. Đưa cho con bé Duyên lá chuối. Nè, anh cho lá chuối nè. Anh cho lá chuối nè. Rồi, quen chưa? Đó, phải có chiêu. Đó, hãy thú vị cho mọi người. Thú vị chưa? Người ta nói có thật có bực. Trời ơi, Duyên ơi Duyên. Ở Duyên con, ha. Ngoan con, Duyên nó biết lạ mà. Cái bộ lông nó đẹp ghê ha. Mới có về có ngày hai ngày mà nay thấy nó to hơn không? Dạ đúng rồi. Mướt. Đúng luôn ha. Đúng luôn không? Ừ. Về cho nó ăn phủ phê. Rồi nãy sáng anh thả nó chạy vô trong kia kìa. Anh phải vô anh lôi đầu ra. Trời ơi. Nè. À, Phước. Rồi ok, bây giờ là Phước sẽ dụ bé Duyên nha anh em. Cho bé Duyên ăn lá chuối nha mọi người. Hết. Anh em thấy đúng vậy chưa? Đó. Ây ơi. Em hái hồi nó chất hết cái chuối luôn. Đây không sao. Không sao, sao lá chuối mà. Rồi Phước nó đang dụ bé Duyên kìa. Duyên ơi, anh Phước phù hồ với lóc kìa. Ừ, rồi gãi trên đầu hai bên á. Rồi không, nó quen rồi. Chưa. Hai con, hai Duyên. Duyên ơi, Duyên. Duyên, ba này. Nó còn quất anh nữa mà. Sáng giờ nó quen anh, nó không dám á. Tóc nó trẻ năm năm nhớ đang trường luôn á anh. Vậy hả? Ok, và sau đây thì Phước tiếp tục đi tham quan tiếp mọi người. Bé Duyên thì Phước nó to hơn Phước nó sợ rồi. À, đây. Chú này là chú sứ nha. Mần gỏi được không anh? Hả? Được. Đây, cái bắp kia. Ê, nó ủi anh, bé Duyên nó ủi anh. Coi con, đi con, vô. Nè, cái bắp này cũng mới ra nè. Dạ. Nhưng mà cái bắp nào mà em muốn mần gỏi á là nó phải ra hoài rồi. Xong rồi em cắt cái phần dưới ra, chứ bây giờ cắt cái này là nó không có ra trái được. Uổng đúng rồi. Dạ. Ủa, Duyên nó là, nó đòi ăn á. Rồi, và bây giờ là thăm gì ta? Bây giờ là Phước thăm cái gì? Thăm dèo cá à? Dèo cá thì bây giờ là anh phải vô nhà anh lấy cám ra cho em. Rồi em mới rải rồi bắt đầu em thăm dèo cá nha. Ok. Rồi Thái vừa vô lấy ít cám cá ra. Bây giờ là đưa cho Phước nha. Phước sẽ thăm vèo cá tại trang trại của Thái nha mọi người. Ok. Bây giờ là Phước đã đi thăm bên nào ta? Mình bắt đầu từ đâu anh nhỉ? Đây bắt đầu từ đây. Đây thì cá này chắc ít lên lắm. Cá này là có con cá trê 3 kg mấy, với lại một con cá trê trẻ 2 máy đang trường, với một con cá trê hồng. Rồi còn lại là cá rô phi với một con lương 6 lạng nữa. Dạ. Em cứ ném cám xuống đi. Okay.
nó lên được thì nó lên. Đứng trên cái cầu Babylon. Đứng trên cầu Babylon. Cứ ném nhiều nhiều xuống, con cá trê nó nghe mùi nó sẽ lên. Đó, đó, đúng rồi, nó lên rồi đó. Nó dạng ghế anh. Dạng lắm, chút hồi nó sẽ lên nữa. Mấy con cá kia nó lên. Cá mình nuôi nó dạng ghê luôn á. Đó. Ok, mình qua cái bèo thứ hai đi anh. Cái bèo thứ hai hả? Không thích bèo cá trê đúng không? Đúng rồi. Đây là cá sặc lá. Em đi chung rồi nè. Ok. Đây là bèo cá sặc lá nha mọi người. Đây. Rồi, ném xuống. Mình chưa rải nữa mà đánh hơi được đó. Nó tới liền á. Em nghe nó pụp 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 nè. Em gãi nhiều xuống là nó ra. Đó, anh em thấy chưa, nó ra nè. Đó, đây là cá sặc rằn chứ không phải sặc lá nha anh em, thấy nhầm nha mọi người. Đây, nó kêu kìa, pụp pụp pụp, đã không anh em? Mấy cái con này mà tiễn cho vô hồ cũng đẹp lắm anh. Vậy hả? Dạ, có mấy con đột biến nó ra màu đẹp. Vậy anh cũng không rành nữa, đột biến nữa hả? Dạ, nó có cái hàng đột biến nó ra mấy cái màu lạ lắm anh, nó có mấy cái bay màu á. Ủa vậy hả? Dạ. Anh cũng không rành nữa, anh chỉ biết là anh qua trại anh mua, anh đổ xuống đây 1kg á. Hôm trước là thấy qua trại cá giống Tân Vạn, thấy mua 1kg là 300 ngàn đó anh em. Thấy nuôi ở đây cũng gần hơn một tuần rồi. Đó. Rồi, qua dèo 2 chưa? Ok. Qua dèo 2 nha mọi người. Ok. Đây là dèo 2, dèo 2 thì nè. Đó, để Thái phóng bự bự ra cho anh em xem nha. Đó. Vèo 2 này là cá mùi, ở tầng trên là cá mùi, còn ở dưới là cá chép lai. Đó anh em, cá chép lai nó lên kìa. Cá chép lai là những con cá đen đen đó đó. Đó. Cá mùi, phóng... cá mùi cái màu đó nhìn thấy rõ hơn ha. Màu nó màu cam cam đỏ đỏ. Lúc sáng thì anh có cho ăn rồi nên giờ nó lên hơi ít. Đấy, nó lên nè. Đó. Rồi, cái dèo cuối cùng. Đây là cái dèo cá chép đỏ, nhưng mà mấy con này thì mới về nên nó dục nó thì nó ít lên, nhưng mà hên xui em dục nó, em làm im cho nó lên không? Dục khoảng trống ngoài kia. Ừ. Dục nhiều nhiều vô nó mới lên. Rồi. Nó nghe mùi là chút hồi nó lên được không? Nắng quá, tại Phước vô giờ này nắng quá đó. Cá thì nó không có ăn giấc trưa, nó ăn giấc sáng với lại giấc chiều mát mát đó. Nó đi lên nó ăn. Cá chép dèo cá chép lai đỏ nó không lên nha anh em. Nắng quá. Rồi ok. Vô thăm chuồng vịt không? Hay là vô thăm chuồng vịt ha. Ok, đi cho hết luôn. Nói chung là Thái cũng vừa mới setup, mới có tuần hay tuần nay à. Á à, cá ba đuôi, cho cá ba đuôi ăn luôn. Ừ, bỏ mấy hộp cám vô cho cá ba đuôi ăn luôn. Đó. Những con cá ba đuôi của Thái nè anh em. Em thả lên cái thành kiến. Trời. Đấy, nó lên nó ăn kìa anh em. Đó, con cá ba đuôi đen nè. Con cá ba đuôi đỏ chấm nè. Nó thấy nó lên nó ăn nè. Cái lọc này anh tự làm luôn. Cái lọc anh tự làm luôn. Đó anh em thấy không? Con cá này có con cá trào này, bữa nó vô vớn cái anh dục nó vô đây luôn nè mọi người. Đó. Thôi bây giờ mình nè, còn mấy cái này em biết cá gì không? Cá bảy màu. Không, cái này là cá trào, cá lóc con á. Cái bầy lồng rộng bữa hả? Bầy lồng rộng nè, lớn rồi nay to cho bá nè. Đó. Còn đây là cá lạ, không biết cá gì anh vớt với ao. Ở đây thì hai cái này cá lồng rộng luôn. Sao ngộ? Giống như kiểu nó có chân anh nhờ. Lồng rồng đâu có chân, đâu phải cá nóc đâu, cá cóc đâu. Không, anh nè, anh nhìn ngay cái góc, hai cái tay bơi nó hả? Hai tay bơi của nó đó. Dạ. Rồi. Giờ là cầm cám cá luôn, cho vịt ăn luôn. Bây giờ đây là Phước sẽ giới thiệu cho mọi người xem. sao ta? Cái đàn vịt uyên ương của anh. bị người ta lừa anh em nên không phải vịt uyên ương, mà hôm bữa là 10 con mà giờ còn có 5 con à. Cái cửa thì rất là cu te nha. Rồi vịt thì bỏ cám lên tay. Vịt đây trời ơi, có mẹ kêu mấy không hơi nắng cho anh. Trời ơi, nó chết rồi đó. Nó bị yếu á. Nó phơi nắng á, nó bị đè á. Nó phơi nắng gì kỳ vậy? Nó kiểu vậy nó sung sướng quá. Phải không?
Rồi em để tay xuống cám vô này nó sẽ lên nó rỉa nè. Nhìn nó khỏe anh, nó phơi nắng vậy á. À nó nhảy xuống rồi. Rồi anh tưởng nó bị gì chứ ai về nó phơi nắng mọi người. Đấy, thì nó lại kìa, con phơi nắng. À con phơi nắng nó nhảy xuống dưới nó tắm rồi anh em. Đấy. Tại sáng anh mới cho ăn rồi, giờ nó chê á, sáng anh để cho nó ăn rồi. Vậy thôi em cứ để nó no rồi. Nó lên nó ăn thôi ha. Đây, dạ xe mê ra, tưởng kêu nó lại. Giờ máy. Ok. Còn cái đó là cái chuồng con rồng Nam Mỹ nhưng mà bắt vô bỏ vô đây xong rồi nó tẩu thoát rồi nè. Còn rau không à. Wow. Nó tẩu thoát ngay đây nè. Hả? Nó ra được luôn rồi thiệt chứ. Ờ nó ra được rồi. Tại vì hôm bữa là anh Tư với Hoàng rào là thấy cũng kỹ lắm mà. Ờ đó, nhưng mà giờ nó ra rồi. Rồi đơn giản thế thôi, thì trong nhà em có vô thăm con bé nhí với bé nhố không? Ok. Ok, bây giờ là vô nhà thăm bé nhí với bé nhố nha anh em. Và máy xe mà ra. Kìa hai kìa, còn con chồng ngoài kia kìa. Hai con. Cái này là con chồng cũ của nó là bị cái con xúc xích kia lộn mày. À. À, ok. Bây giờ là vô thăm bé nhố nha anh em. Bé nhố với bé nhí. Con nhí nó đang lên giống, nó đang xe lơ á, là nó đang muốn chịu đực á, nhưng mà anh không có cho nó sinh sản. Ê vô nhà nhí nhô. Đây em thích cái màu lông con này nè. Vậy hả? Cái màu lông nó nhìn cầm trời ơi mẹ đái luôn. Mừng á. Trời ơi. Ôi. Mừng dữ hả? Ôi. Quen không mà mừng mà đái luôn vậy. Mẹ xấu ghê luôn á. Trời ơi. Thấy béo phì chưa? Béo. Gờ vô người toàn là à, thịt không à. Còn con bé nhí này nay cũng mập lúc lường luôn nè. Mà bé nhí thì đang xe lơ anh em, đang chịu đực á, nhưng mà thấy không có thả cho nó. À. Trời ơi nó thấy thằng Phước. Nhô thấy thằng Phước nó té đái luôn kìa anh em. Làm như là thương yêu gì lắm á. À. Đây. Thì trước giờ là xem là toàn thấy anh trên video không đúng không? Hôm nay là qua là trực tiếp luôn không? Cảm giác cũng rất là thú vị đúng không? Dạ. Đó. Nói chung là anh muốn làm tạo ra một cái sự thoải mái về cách nuôi pet của anh, cũng như những cái sống nó rất là giản dị nè, nó hòa với thiên nhiên, rồi cho tất cả các bạn làm những cái video thật sự ra rất là thư giãn luôn cho tất cả các bạn xem. Đó, Phước cũng là một người em thì cũng rất là đam mê những cái nuôi con này con kia, con pet, đặc biệt là cá betta luôn mọi người. Cá betta khá là đẹp và khá là chất lượng, những dòng cá rất là hot hiện nay luôn. Thì nói chung là mấy anh em đây tạo là những con cá này chọn những cái giống rất là ok, nên ra những dòng cá rất là ok. Nói chung là để phục vụ cho anh em. Đó. Rồi, thế bây giờ là mình có tham quan mấy con rùa không? Rùa. Con rùa. Rồi ok, snapping dog. Nói chung là con rùa là common X Florida snapping. Nói chung là thì hai con rùa nhỏ thì còn thấy chứ mấy con rùa to thì nguy hiểm, nay nước nó đen thui à. Đây. Em chỉ cần vậy thôi. Dạ, ú đồ xì gà ghê chưa anh em. Cái này hôm qua anh mới chà nó nè. À hôm qua anh mới chà mai. Đó, đó. Còn bé đen bên này. Anh Nhật. Đó. Anh Nhật anh có chân con này không anh? Không, anh sợ lắm. Anh Nhật hàng sớm qua là anh sợ lắm. Anh đây. Anh Thái biết em phải con gì không? Con gì? À Ali, hồi trước bên Mi Thái Channel, hồi trước bên trước anh có, nhưng mà do tình hình đó, dịch giật rồi bên đó anh nuôi chưa được, cái anh chia lại cho một bạn rồi. Đây là bể màu black nè. Bể màu black anh em. Blue tặc văn á. Nói chung là cũng đang ép cho nó đẻ, đây cũng chục cặp mà. Chói quá anh em không có thấy được nó. Đây hả? Đây con cá tây tượng của anh Nhật hàng xóm, thả dục nó vô đây luôn mọi người. Với lại mấy con cá lao kiến tì bà này. Đó. Nó dạng lắm. Nó ăn cám không à. Rồi, rồi bên kia là mấy con rùa. Dưới có con ba ba thấy bắt được ở dưới giớn luôn nha anh em. Nhưng mà nước hơi đen nên thọc tay vô nó bay ra táp cái tay thì rất là... Cái vùng này là vùng nguy hiểm à? Đúng rồi, thôi. Vùng nguy hiểm thì chắc nên mình không nên phải không? Dạ. Thôi, đó. Không nên. Nó đốt con cá là
Thôi vậy mình qua cái vấn đề cuối cùng là mình thả cá đi. Rồi bây giờ là Phước giúp anh thả cá nha. Đây cá thì đem qua tặng cho trang trại mà còn phải mắc thả cá luôn anh em. Đây rất là thú vị đúng không? Ok nha anh em, như vậy là Phước đã mới giúp Thái thả những con cá betta khoảng gần hơn 20 con xuống hồ cá betta cộng đồng của Thái nè. Đây nó hòa lẫn với lại những con cá của Thái nè. Giờ mình nhìn mình biết con cá nào của mình không Phước? Dạ biết anh. Cá này của anh. Đúng rồi, cá này của anh nè. Cá này đẹp ha. Dạ dạ. Ôi. Cá của em kìa, vàng vàng kìa. Dạ đúng rồi. Yellow mà. Đấy, yellow mắt có màu xanh nha anh em. Dạ. Cá của em thì chắc thả vô rồi nó vô trong rồi. Nó chạy lẹ quá anh ơi. Nó chạy lẹ quá, tém ra, tém rong ra. Dạ. Đâu ta? Này của em phải không? Dạ. Bây giờ con đó là con gì? Em vớt lên cho mọi người xem. Đây con heo bôi anh. Heo bôi đúng không? Dạ. Yeah. Heo bôi này đỏ hơi ít ha. Yeah. Đây kìa, yeah, con yellow nó đang ê, không phải. Fancy yellow á. Fancy đúng không? Dạ dạ, fancy yellow đuôi xanh á. Này nó bên đó. Nói chung là nó vô trong cái mát bên trong hết rồi. Đúng. Bây giờ chắc là mình phải dỡ cái này lên hay. À, thôi được rồi anh ơi, để cho nó cho nó nghỉ đi ha. Dạ. Yeah. Ôi anh có con đỏ đẹp không? Coi đỏ đẹp ha, coi red nè. Đúng rồi. Con mái nó đẹp á. Coi con mái đẹp không? Dạ, đốm đen. À, có con đùm mưa hoài đó anh em. Có con đùm mưa hoài. Mấy nay nó thiếu ăn, do mấy nay mưa quá anh Tư chưa qua lấy anh Tư trùng trĩ á mọi người. Nên nó hơi thiếu ăn một chút xíu. Ô cái con cá dài dài này cá gì anh? Con cá đó là cá cờ, cá li thi cờ miền Bắc. Nói chung là cũng hơi hiếm, hiếm đối với miền Nam mình thôi chứ bài miền Bắc miền Trung thì khá là nhiều. Để có cố vớt mình cho anh em xem. Vớt không được đâu, nó chạy khá là lẹ. Đúng rồi, nó lại nhanh. Nó nhanh lắm, nó nhanh như hơn cả mấy con cá li thi đồng mà. Chung mà có một cái hồ hy sinh như thế này là mỗi sáng mà mình ra ngoài mình cho cá ăn rồi cũng cảm thấy rất thú vị hơn ha. Đó, nói chung là cái thú vui của anh như thế thôi. Đây là mấy con này là không biết gì luôn. Nên mới gọi là thủy sinh đúng không mọi người? Nhưng mà vẫn có cá đẹp nha anh em. Nè, con máy yellow của Phước nè. Hơi chói đó anh em. Dạ. Wow, đây nó nằm dưới kìa. Cá của Phước nè, nhìn là biết rồi. Con đó giống như đeo mặt nạ Superman. Ha, nè thấy không? Đúng rồi anh, mình kêu là mặt nạ trắng luôn anh. Nó kêu mặt nạ trắng Superman nè anh em đó, Superman nè. Đó. Hồi nãy thì thấy nói chung là thả cá cái thấy bấm máy thì thấy quên quay cho tất cả anh em xem nên bây giờ thấy quay từ tổng thể cho mọi người xem nó đơn giản thế thôi. Rồi, như vậy là một lần nữa là cảm ơn Phước khá là nhiều. Mà qua đây thì thăm trang trại có cảm giác như thế nào? Nói chung là cảm giác nó có thiên nhiên không? Nó có thật sự thoải mái không? Dạ, nó thật sự mà nói là khi mà Phước qua bên đây thì Phước cảm thấy là nó có cái gì đó nó rất là mát đó anh em. Điều đó nó cũng thể hiện lên cái tính cách của người chủ ở đây. Và đó chính là anh Thái, người anh của Phước. Nói chung là anh em có cùng đam mê, thích những cái giản dị và nuôi những con bé đó mọi người. Phước cảm ơn anh Thái rất là nhiều luôn khi đã đến cái vùng đất hứa này để chăn nuôi và xây dựng một cái trang trại mới. Thì qua đây Phước cũng xin chúc cho anh thật là thành công và mỗi ngày lại càng thêm thật nhiều bé mới để quay cho anh em cùng xem nha. Rồi ok, nói chứ là một lần nữa là Thái cảm ơn Phước. Thì cảm ơn rất là nhiều luôn, cũng như là chúc sức khỏe, chúc bình an cho Phước và gia đình Phước cộng với là người thân. Đừng quên là Thái cũng chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe và vượt qua những cái cơn dịch đang diễn ra. Rồi, còn bây giờ thì Thái và Phước xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.